Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và hôm nay thì Vườn Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một hoàn cảnh. Đó là một anh này chọn một cái cuộc sống lập dị. Xung quanh ở sau lưng Vườn Hồ đang đứng đây là cái khu người ta gọi là cái khu nhị tỳ, là nơi an nghỉ của các ông bà ở đây. Không biết là cái nguyên nhân vì sao thì anh lại chọn với cuộc sống là sống ở trong cái khu lạnh lẽo như thế này. Và anh chỉ sống một mình thôi. Nghe được sự chia sẻ của anh Nguyễn á, thì anh nói rằng là anh đã sống như thế này cũng khá là lâu. Người ta gọi anh là người ma hay là người gần gì đó. Không biết là cái cuộc sống như anh thế nào mà người ta lại gieo cho anh một cái những cái câu như vậy. Thì để tìm hiểu điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng anh Nguyễn sẽ vào trong này để mà tìm hiểu về cái cuộc sống của anh ha. Xung quanh ở đây thì cô bác quý anh chị thấy là băng qua một cái cánh đồng. Và nơi đây thì toàn bộ là các phần mộ à, các ông bà đã yên nghỉ. Ở đây á, nếu như mà đi vào ban đêm á, thì đi một mình á, thì cũng không có dám đi đâu. Nhưng mà anh này thì lại dọn cuộc sống là cô đơn ở trong đây thôi. Qua bên cái này là cô bác quý anh chị á, thì sau một cái thời gian len lỏi qua những cái con đường rất là nhỏ ở một cái cánh đồng á, thì Bùi Hồ cũng đã đến nơi của một người mà theo anh Nguyễn An Giang, anh sống chẳng khác nào là một người ma. Tại gần nơi đây đó cô bác quý anh chị, có rất là nhiều những cái phần mộ của các ông bà đã nằm xuống ở tại đây. Và chẳng hạn như là ở trong kia kìa, thì hoặc là bên đây nè, cô bác quý anh chị thấy đây là các phần mộ nè. Thì không hiểu tại sao anh này lại chọn với lại một cái cuộc sống lạnh lẽo, âm u như thế này. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha, để có thể hỗ trợ anh được một cái phần nào trong cuộc sống của cô bác quý anh chị. Tại vì không hiểu tại sao thì anh lại chọn một cái nơi mà sống gùng gợn, không ai dám sống mà. Cô bác quý anh chị có thể thấy đây là các phần mộ của ông hoặc bà nè. Một cái tấm bia đá cũng đã cũ quá rồi. Và đây là cái phần nấm mộ á, thì mọi người ở đây để gác rồi thành nữ phủ lên luôn rồi đó. Và ngoài sau lưng này nè cô bác quý anh chị, đây là cái ngôi nhà của anh đang ở nè. Và anh sống một cách rất là biệt lập và lập dị luôn. Và hôm nay thì tìm đến đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị thấy cái câu chuyện này. Đây là cái ngôi nhà của anh đang ở nè cô bác quý anh chị. Và đây là hình ảnh một người mà Bùi Hồ muốn giới thiệu. Người ta gọi là anh gì anh ơi? Anh Cui. Anh Cui ha. Anh này thì anh biết lâu chưa? Ôi, anh có con dao kìa. Năm mấy nay à? Có sao không? Không, không sao, anh hiền lắm. Anh hiền. Anh ơi, anh Cui. Anh cầm một cái con dao. Không biết năm mấy nay, không biết anh như thế nào đây. Ghê quá vậy anh. Anh Cui ơi. Anh Cui. Gì? Anh làm gì đó? Bắt ốc. Hả? Bắt ốc hả? Đâu có bắt được chưa? Cho vịt ăn hết rồi. Cho vịt ăn hết rồi hả? Ừ. Anh có nuôi vịt nữa hả? Ừ. À, cái này là để mình vớt hả anh? Vớt. Ngày vớt được mấy ký? Mấy ký màu à? Dạ, yeah. Sáng nay anh ăn cơm chưa? Rồi. Cái căn nhà trong đó là của mình đó hả anh? Ừ. Ai cắt cho mình đó anh Cui? Ngủ. Hả? Ngủ. Ông Mũ là ai anh Nguyễn? Không biết luôn. Ông Mũ là ai anh? Ông Tư á. Ông Tư. Không biết. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Anh Cui? Không nhớ. Không nhớ ha. Sáng nay anh ăn cơm gì? Tương. Ăn tương. Ăn tương là ăn món gì vậy? Ăn món gì anh? Không nhớ. Anh có vợ không? Hả? Anh Cui có vợ không? Cái con dao này để làm gì anh? Hả? Chắc anh dùng để cắt dây chì á. Cắt phải không? Phải dùng để cắt dây này đúng không? À, đâu vịt anh nuôi chỗ nào đâu cho em coi với. Đây, đi lại chuồng vịt đây. Đây anh Cui ơi. Đây, đâu đợi để em coi cái anh làm chắc chắn chưa? Cho em mượn coi đó. Đây ngồi vậy đi anh Cui. Đi anh Cui à, cho em mượn coi ha. Ồ im quá ta. Ồ anh làm đẹp lắm luôn nè mọi người ơi. Cho em mượn ơi. Đó, đây là một cái nơi cái dụng cụ để anh bắt ốc nè. Nè anh làm lâu chưa? Không đâu rồi. Làm lâu lắm rồi hả? Thôi đi qua chuồng vịt của anh nữa coi. Để này đây đi, đi chuồng vịt của anh đây.
Thôi vậy. Rồi giới thiệu cho bạn em đi, anh đang nuôi mấy vịt như thế nào đó. Mấy vịt như thế nào? Vịt này là anh Nguyễn cấp vốn cho hay gì? Lúc đó mà mua cho anh nuôi á, kêu anh cải thiện cuộc sống. À, hay ta. Nuôi được mấy con? Có anh Nguyễn nè, đi giới thiệu em coi ơi. Đi. Đây. Ngày trước á. Để em cầm cho. Có một biệt lập tại cái khu Nhà Tì thế này nè. Đây là khu Nhà Tì ha. Ít, ít bà con tới đây tới lui lắm. Dạ. Chỉ có ảnh ở thôi. Thì thấy ảnh cũng tội lắm. Mà thấy anh hiền ha. Hiền. Một năm thì anh chỉ hết tóc một lần là chỉ có công an xã mời anh đi hết được. Ôi trời. Ngoài khác. Có tắm không? Không luôn. À. Cũng phiên ảnh mà ảnh chịu tắm. Nào, để em coi. Ảnh chắc cũng năm nay cũng bốn mấy quá. Cỡ 50. 50 hả? Cỡ 50. Nhà ảnh ở đâu anh? Nhà ảnh thì ở trong kia là anh chị có hết, nhưng mà không biết sao mà anh ở đây có mình. Tại khu này là khu Nhà Tì ở đất hoang đó. Có nhà mà có anh chị hết. À. Em cầm cho. À. Ờ đâu em nó vớt sao đâu. Ồ anh làm đẹp ghê á. Đẹp quá. Anh chịu, anh cũng chịu khó làm ăn quá ha. Lúc trước là không có trồng cây rau để mà ăn. Ờ. Nuôi vịt rồi đó, không có. Ra đồng để bắt con cua, con ốc với bà con đã cho những cái thức ăn ở ngoài chợ đó, gần đó. Ừ. Đem về kho xà bằng luôn, vừa cua vừa ốc đổ vô kho luôn ăn. Ừ. Anh nói bữa nay anh ăn chay mà. Bữa nay anh ăn chay anh coi. Hôm nay tóc nó dài nữa nè. Lúc trước lên hết là đâu là nói chuyện với ảnh đi anh. Ở đây anh chịu nói không? Anh cười ơi. Anh cười. Ra cho thăm là lâu lên năm mấy nay rồi. Nhớ không? Biết ai không? Nói coi. Biết ai không? Ừ. Cái này hay ốm đó nha. Ốm nè. Ốm nè bà con. Lúc trước không có đánh đổi gì đâu. Bữa nay hốc hác, gương mặt hốc hác đúng không? Năm mấy nay là hốc hác, ốm. Xuân ký. Anh có bệnh gì không mà sẽ ốm với anh cười. Kêu anh đi qua chuồng vịt anh đi, với nhà đây anh. Đây, giới thiệu cho em biết đi, coi mình nuôi những con vịt như thế nào, những cái luống rau anh trồng như thế nào đó, coi có tốt như thế nào sao không. Cho bà con ta thấy được, ta mừng chứ. Đi, được cải thiện cho anh cui, anh cui cũng được làm những thứ nào thấy cũng mừng. Anh thì chọn một cái nơi sống mà gọi là không người nào dám sống, cô bác quý anh chị. Và đây là một cái khu Nhà Tì, thì bao phủ như... Nếu như mà cô bác quý anh chị mà đi vào ban đêm mà gặp anh hình ảnh của anh cua như thế này chắc không dám vô đâu. Thật sự. Đây là cái bên đây là cái ngôi nhà của anh nè cô bác quý anh chị. Đi phải khơm hồ phải khơm nè. À, ở đây nè, anh che đủ thứ á. Nhưng mà có vẻ như là anh sống khá là sạch sẽ ha. Anh có thể quay kìa. Đó. Cái chuồng vịt của anh ở đây đây hả anh? À. Đâu chuồng vịt đâu anh coi. Đâu cho em mở ra coi ha. Để kính giờ anh coi. Đây là được anh Nguyễn ảnh hỗ trợ cho ảnh nuôi vịt hả? Đâu, ôi, rồi mở được nào anh coi. Mở được nào ta? Ôi, sao vịt bít bột. Đâu ta, anh mở anh coi. Đâu, anh mở cho anh coi. Kìa. Đây con vịt này, vịt gì đây? À. Ồ, vịt này vịt to rồi, chắc vịt đẻ quá anh cô. Đẻ rồi. Có trứng không anh cô? Có hả? Đâu, trứng đâu anh. Có anh à? Có lượm vô không? Ồ. Đẻ. Vịt to. Rồi bên đây anh trồng rau nữa hả anh Nguyễn? Ừ. Khu này có ảnh mà, anh thoải mái, anh trồng mà. Đây nè, anh bắt ốc về nè. Ồ, nuôi vịt đây nữa hả? Chỉ được kìa, nuôi vịt đây nữa nè. Đâu? Ảnh... Anh sợ người ta bắt con vịt của ảnh này sao, anh trùm không biết đường vô luôn. Đâu? Trời ơi. Đâu mở đường nào anh? Nè.
Đâu? Rồi, rồi ví dụ dịch đó mình muốn vô bắt sao mình bắt? Ôi trời ơi. Kỹ vậy? Đem mấy con vậy? Ba con. Ủa, anh giấu dịch dịch gan giấu vàng luôn á mọi người. Ôi. Ôi không thấy đâu, nằm bên kia. Rồi anh cho nó ăn sao cho nó ăn được? Anh coi. Sao cho anh cho nó ăn được? Thấy vô. À ở đây là ốc của nó đây phải không? Con ốc để cho nó ăn hả? Ừ. À em bắt lên được không? Em bắt lên ha. Không không. Bắt lên được không? Anh không cho mình bắt. Thôi mình tôn trọng ảnh đi ha. Có nghĩa là à anh coi. Này ai trồng vậy? Anh trồng luôn. Này gì đây? Xả. À xả. Xả này là anh trồng anh có tưới nước không? Có. Nước đâu anh tưới? À múc nước dưới mương ha. À ở đây có khoai mì nữa nè mọi người. À cái này cái gì nè anh coi? Anh biết cái này không coi? Anh chọc nè. Cái đó cái gì vậy? Sớm. Không, cái lưỡi hổ. Lưỡi hổ. Lưỡi hổ hay lưỡi mèo á. Còn cái này nè em không hiểu cái này là cái gì nè. Cái này nè. Cúi. Đuổi dịch. Đuổi dịch hả? Đuổi nó hả anh? Đuổi nó cho nó ăn hả? Thật ra thì anh thì hiểu biết hết rồi mọi người. Nhưng mà cái cuộc sống của anh hơi lập dì tí xíu. Anh biết tiền không anh coi? Hả? Tao cho tiền anh biết không? Hả? Biết hả? Để em để thử anh biết tiền không mọi người. Anh này anh cui thì thôi bây giờ vô vào trong ha. Tí xíu đi. Đây, đi vô trong đây. Anh có vợ không? Không. Chưa vợ. Chưa vợ. Có con chưa? Chưa. Tưởng đâu mà anh nói có con rồi chứ em té xỉu luôn á. Cái này là cái gì anh coi? Mít nữa nè. Ồ này giống như là một cái khu vườn nhá. Này gì vậy? Mướp. Mướp nữa hả? Ừ. Ồ kìa mướp kìa. Rồi giống ở đâu có anh trồng? Hả? Giống ở đâu có anh trồng anh coi? Xin gì? Xin. Ai cho? Ai cho? Ai cho? Rồi ngoài trước này là gì đây? Mướp. Vô sao? Cái gì anh coi nó kỹ quá ta. Thường cho mèo ra. Có nuôi mèo nữa. Ôi trời ơi. Anh này chăn nuôi trồng cây đồ dữ luôn á. Từ nhỏ đến lớn anh đi ảnh vậy hay sao? Ờ ảnh vậy đó. Từ nhỏ đến lớn luôn hả? Tại vì anh có anh chị chứ không phải không có đâu. Nhưng mà anh thích cuộc sống vậy đúng không? Anh sống ở ngoài này lâu chưa anh coi? Chắc cái ngôi nhà, thấy ngôi nhà anh sống lâu rồi. Nước uống ở đâu anh? Nước uống ở đâu? Xong. Uống xong. Xong rồi. Hả? Xong. Ôi dạ, ôi dạ. Rồi, buộc lên. Ồ, anh cũng kỹ nha, anh cũng biết nha. Ừ. Hay chứ. Thiết kế cửa mở đồ. Mở đèn lên cuối rồi. Có đèn luôn hả anh? Ôi trời ơi trời. Ôi ôi cái gì vậy? Nha. Ôi ôi, mèo nè. Đó, kỳ rồi có mua cái đèn năng lượng cho ổng đó. Cái đồ mod luôn á hả? Ừ, dạ cho ổng bắt nó không bấm gì đâu, mà bấm từ từ thôi. Cái này là anh mua hỗ trợ cho ổng đó hả? À. Lâu lắm rồi nhưng mà anh xài cũng đem bấm cho, đem bấm nha. Rồi chưa anh bấm tung 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 beng cho miếng cháy là được à. Ừ
3 giờ, 5 giờ, 8 giờ tắt đúng không? Phải không anh? Ừ. Ôi, gì kêu à? Con thằng lằn. Ồ. Nhóc con mèo trên kìa. À, anh lấy khăn ra cái gì đó anh lau rồi. Bụi nè, nó ố đó. Nó không được sáng. Anh ngủ chỗ nào? Ngủ nằm sao đâu, nằm cho em coi với. Cô chiêu nằm. Trải ra hả? Ngủ chung với mấy con mèo luôn? Không. Ngủ mà. Anh ngủ chỗ nào đâu? Mưa có tạt không anh? Tạt đổ nó xuống, toàn đổ xuống thôi. Chính gò tạt. Nhưng mà nhờ cái tấm bạc này làm cho anh đó hết. Anh làm lại cho anh luôn hả? À, tốt ta. Lâu lắm rồi mới... Một năm mấy nay rồi hả? Mấy nay, lâu lắm rồi. À, cái cuộc sống ảnh bây giờ còn thiếu thốn gì không anh? Anh có muốn nuôi gì nữa không? Thì anh ăn cơm gì sáng nay cho em coi với. Đâu nồi cơm, đâu nồi cơm, đâu cho em coi với. Thiếu rồi. Đâu mở ra coi. Đem cái này nè, đem cái này nè. Ở đó tối quá. Thiếu rồi. Đâu, đâu, thiếu đâu. À, thiếu rồi, có xong bỏ đi. Chút em bỏ. Chút em bỏ ha. Ôi, cái này mình xây lên cho anh không được ha. Anh ơi. Đất khu nghĩa địa mà. À, đâu xây được. Có nghĩa là mình cuốn nền lên cho anh á. Cuốn nền luôn. Nhìn mấy con mèo kìa. Ôi ôi, tối nó có gượt bắt chuột không? Có. Có bắt được con nào không anh? Bắt con. Đâu? Nó bắt chuột bự đó. Đâu lấy con chuột ra. Chuột ăn, nó ăn rồi. Nó ăn rồi hả? Người anh có cho mấy con mèo ăn không? Có. Này cho nó ăn tới luôn á. Nó ăn cơm gì? Con cá. Con cá hả? Anh ngủ ở đâu đâu? Trên đó còn cái võng này. Ngủ trưa. Ngủ trưa ha. Ừ. Anh nuôi được mấy con mèo? 3 con. Đâu em thấy 4 5 con mà. Đó. Nó bội đó. Đâu? Đó. Mèo mà lực á. Ở trong lòng mèo đực hả? Anh nhốt trong này ha. Ừ. Đang mở ra anh coi. Mở nó đi. Nó đi hả? Ừ. Còn mấy con mèo kia? Ừ. Mấy con mèo kia mèo cái hay sao? Mèo cái không. Vậy hả? Nó ngoan không? Ngoan. Nó ngoan không anh? Ngoan không. Ôi, anh ngủ chung với mấy con mèo luôn trời. Ngủ chung nó luôn hả? Không. Nó ngủ chỗ nào đâu anh? Anh ngủ chỗ này. Ừ. Anh ngủ bên kia. Ừ. Hình mưa tối nó có dột không anh? Dừng rồi. Ở đây buồn không? Đi chỗ khác ở chịu không anh coi? Không. Sao vậy? Sao chịu? Có nước thì chảy ra nè. Nước gì? Nước mưa hả? Này, nước gãy ra nè. Đâu? Cái này gãy rồi. Gãy rồi hả? Ừ. Gãy đem ra ngoài đi. Đem nó ra ngoài đi. Quá trời cái mùi hôi ơi. Đây, đi ra đây. Cô bác với anh chị cũng thông cảm. Gọ ngoài ra cho hư, biết nó hư ngoài không? Gọ ngoài gửi ra, có gọ ngoài. Đi ra đây nè anh cô ra, ra đây nè. Ở trong nhà cái mùi khó chịu quá. Nếu mà không có cái đèn á, rất là tối, nhìn rất là tội. Cái giường nó sập luôn. Tại mùi của con mèo, mấy con vật á, con chuột đó, vô đó nó sống. Nó lọt nước là hư rồi đó. Nước nào? Nước đó. Cái nước đó là cũng 3 năm nay rồi. Cái nước? Nó bị mục xét cái chân đế, cây gặt á. À, cái cây nước à? À. Ai khoan vậy? Vừa rồi Mạnh Quân đã cho tiền đó, để mà khoan. Anh khoan đó hả? Yeah. Khoan Mạnh Quân cho tiền đó, để mà khoan làm cái nước sạch cho anh đó. Ừ. Nhưng mà cái đó là bằng cái gặt, biết không? Ừ. Em hiểu rồi, gặt nữa. Nó bị xét cái chân gãy gỉ. Sáng nay cơm là người ta cho anh hay là anh mua? Người ta cho. Người ta cho? Ừ. Không có mua hả? Ừ.
anh Cui thì muốn giúp đỡ thì không biết cái cách nào giúp đỡ và giúp như thế nào. Tại vì cái cuộc sống của ảnh á, nó cứ lẫn quẩn như thế này mãi à. Chắc có lẽ là ảnh cũng sống ở đây vài chục năm hơn. Sống cũng lâu lắm rồi. Cái người anh trước chia sẻ là ảnh sống thu thủ ở đây rồi. Mà ảnh có quậy phá dai không? Không quậy phá dai. Người con cái tội nghiệp ảnh ơi. Có gia đình, có anh chị nhưng mà không có ở chung được. Đành mới ra khu cái địa anh ở. Thôi bây giờ mình cho em cho ảnh mấy cái tờ tiền lẻ đi ha. Thôi cho tiền lẻ. Chứ đừng cho tiền lớn, ảnh đâu biết xài đâu. Anh Cui ơi. Anh Cui. Trong người anh còn tiền không Cui? Có tiền gì không? Này là nhiêu tiền anh? Hả? Đâu biết đâu. Rồi sao? Quay anh Cui, quay ra đây nè anh Cui. Ra đây nè. Nó không có nhiêu tiền nhưng mà... Anh Cui. Không có thể nào thay mặt Mạnh Thường Quân tặng tiền cho anh được, anh sẽ bỏ mất á. Anh Cui, ra đây nè. Này biết nhiêu tiền không? Biết. Này nhiêu? Này nhiêu tiền? Nói em nghe coi. Không chậm. Nhiêu? Dạ. Hả? Mấy chục? Không chậm. Còn cái này? Không chậm. Còn cái này? Anh không biết là sao ta? Mà anh biết xài tiền không? Ra biết. Ra chợ anh mua biết. Đồ người ta thối cho anh được không? Biết. Đưa cho anh nhiêu được hả? Đưa cho anh lẻ cho anh ha. Không đưa tờ này hả? Cái này anh ở đây sợ đưa tiền nhiều quá, nguy hiểm cho anh. Không có sao, đó này đâu có nhiêu đâu. Mà này sợ anh không biết cài tiền á. Sao đưa hết này đi ha. Đâu có nhiêu đâu. Tùy em không? Nhưng mà anh thấy sao? Ý của anh là từng giúp đỡ của anh Cui thì anh thấy sao? Thì cũng khá lâu rồi, cũng đến mà thấy anh cũng có xài tiền được đó. Mà hỏi ảnh thì tiền ảnh còn không, thăm lại đó, anh ảnh giật ra hay còn. Lúc này không biết lâu quá, không biết ảnh còn tiền thế nào sao đó. Có mấy trăm ngàn không biết xài, chắc cũng hết rồi hả anh Cui? Ừ. Vừa rồi đó, nhớ không? Nhớ. Cái này mua gì ăn được ta? Anh biết anh mua cái gì không? Cá lóc. Còn gì nữa? Mua gì nữa không? Không, mua lóc này thôi. Có mua cái gì để mình sử dụng cá nhân riêng mình á, cũng giống như là xà bông. Xà bông. Có mua không? Có. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc rồi. Không. Anh có uống rượu không? Không. Không hút thuốc, không uống rượu, biết trồng cây nuôi cá. Mà tại sao lại chọn không, ở đây ta? Chứ không biết cái gì hết á. Là anh Cui. Còn anh mua xà bông đó, anh tắm hay làm cái gì? Tắm. Tắm hả? Ừ. Em thấy anh là không có tắm luôn đó. Tại vì bộ đồ anh bằng hoài nè, nói chung là cái bộ đồ kia là anh bỏ rồi. Anh tắm ở đâu? Xong. Xong. Anh được mấy bộ đồ nè? Anh được mấy cái áo? Mới nhân mới cho thôi. Thì ta mới cho. Đó này nhân cho. Ta cho. Ừ. Cho. Dơ hết rồi. Lúc trước có cho đồ anh mà lúc bạn anh không thay, anh không tắm luôn. Mà lên phiên ảnh hoài thay đồ không chịu thay. Mà tóc cũng vậy, nó không chịu đi cắt. Đi cắt tóc chịu không anh? Hả? Thật ra đó thì muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị cái câu chuyện như này nè. Một người đàn ông chọn với một cái cuộc sống ở cái khu mà gọi là không ai dám sống, khu nhị tỳ vậy cô bác quý anh chị. Đường vô đây thì toàn là những cái phần mộ của các ông bà đã nghỉ ở chỗ này. Mà gặp anh á, thì nếu như mà cái trí nhớ của anh càng tốt á, còn tốt á, thì mình có thể khuyên cho anh ở nhà trọ hoặc là khuyên cho anh lao động. Nhưng mà anh là một người coi như là không có giống như những người khác. Đưa tiền anh không biết, nhưng mà mình thương anh cái gì nè. Hiền, không nhậu rượu, không hút thuốc. Và cứ vẫn biết tạo một cái công việc cho mình, đó là trồng cây, nuôi vịt. Không có quậy phá gì ai hết á. Cuộc sống của anh nó hiền, nó từ ngày nó cứ trôi qua thôi. Anh có tìm hiểu rằng là anh có bao nhiêu anh em không anh ơi? Có. Nhưng mà ảnh bệnh gì đó, không thể nào như là không tắm nè. Ở trong nhà không có ở được. Anh thì phải còn chị dâu. Đúng rồi. Nó là vậy đó, kêu là có cạn khúc gì trong đó thì không có thể là chia sẻ tới đây được. Có nghĩa là anh đó thì sống với cái cuộc sống nó mình gọi là nó người gần sống lập dị. Thì vậy thì nó hơi tội nghiệp anh. Nhưng mà sống ở chung nhà mà có anh người chị dâu, anh có chị dâu, có anh ruột thì có chị dâu.
Mà nếu như mà có em gái ruột thì còn lại còn anh rể à, nên thành nữ không thể nào sống ở chung nhà được. Nên anh thà là anh sống ở ngoài này với một cái cuộc sống an nhiên tự tại, trồng cây nuôi cá có gì sống đó thì nó hay. Nói chung như vậy thì nó cũng, anh thì không thể nào đưa đi bệnh viện về vấn đề về thần kinh được. Tại vì đưa anh đi anh hèn khô mà, anh có làm gì đâu, đâu quậy ai đâu. Anh coi, lấy vợ không? Lấy vợ không? Chưa có vợ. Lấy vợ không, em làm mai chưa? Vợ đó mai đi. Chịu không? Chịu. Là chịu làm mai cái chị nào đẹp đẹp được không? Được thôi à. Hả? Được thôi à. Được ha. Gầy dài rồi thương ta hay là đánh ta? Ví dụ như chị đó chịu thương anh, là anh thương ta hay là anh đánh ta? Không. Không gì, không không thương hả? Ừ. Không thương hay là không đánh? Không đánh. Không đánh, hứa không? Hứa. Rồi bây giờ ngồi xuống đây, hai anh em mình tâm sự, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Rồi bây giờ chịu lấy vợ đúng không? Chịu lấy cái chị nào đẹp đẹp rồi về đây ở chung với anh ha. Ừ. Trồng cây nuôi cá ha. Ừ. Nuôi vịt, nuôi gà. Rồi hứa là không đánh luôn đúng không? Ừ. Chắc chắn trăm trăm không? Trăm nữa. Trăm trăm luôn. Ừ. Bây giờ là muốn lấy vợ rồi. Thì sao không nói ba mẹ lấy vợ? Thật ra anh rất là hiền. Anh hiền lắm. Mình lần đầu mà vô gặp thì anh có một cái con dao kế bên mình cũng sợ. Tại vì nhầm khi mình sợ anh ấy, nhưng mà anh hiền khô à. Mà nói là anh cũng năm mấy rồi đó. Rồi chiều nay ví dụ như á, anh lấy vợ về á, anh làm cái công việc gì để nuôi vợ anh? Anh làm gì để nuôi vợ mình? Hả? À, anh coi. Nuôi vợ. Nhưng mà có tiền nuôi vợ không? Có. Có tiền nuôi vợ luôn. Tiền đâu? Tiền đâu? Hả? Cũng cần người tâm sự lắm cô bác của anh chị. Thật ra sống như thế này nè, anh đỡ làm phiền mọi người, mà anh rất cần người để mà tâm sự, để có thể nói chuyện với anh. Em nghĩ rằng ha, cho anh cui tắm rửa lại sạch sẽ rồi ha, đầu tóc gọn gàng đâu đó cạo râu rồi ha, mặc đồ vô là đẹp biết bao cô gái mê liền. Anh rất là đẹp trai, nhưng mà hiện nay là ảnh ốm thôi. Anh nhìn lên coi, anh coi, nhìn lên đây, nhìn lên ngước lên đó, nhìn gương mặt anh rất là đẹp trai luôn á mọi người. Lấy vợ ha, ha. Ừ. Chiều dọn ra nhà trọ ở không hay là ở đây? Ở đây. Không chịu ra dọn đi chỗ khác. Bây giờ cho anh em con vịt được không? Hả? Cho em với anh Nguyễn con vịt đi. Anh hồi đó anh Nguyễn anh có ấy đó, cho con vịt hai anh em về nuôi được không? Để cho nó đẻ trứng. Chịu không? Chịu không? Không chịu thì nói. Không. Hả? Cho con thôi. Anh có nhiều con thì cho em con thôi. Không chịu luôn. Anh khôn dưới trời. Cho con cho con dịch đi rồi mai mốt làm mai cho cưới vợ. Hả? Ha. Cho con ơi, mình có nhiều con mà. Thôi. Cho con mà. Rồi mai mốt làm mai cho cưới vợ. Ha. Sao? Cho không? Không. Cho kỳ cục đi. Cho kỳ cục vậy? Cho con đi. Đấy, năn nỉ á. Anh làm cái công việc gì cũng rất là chỉnh chu luôn á. Anh làm tỉ mỉ mà mình thấy ha, nó dư ra tí xíu thôi. Anh cắt bỏ nè, anh làm từng cái, anh ngồi anh... Ông cả, anh cẩn mẫn lắm, gọi là chỉnh chu trong cái công việc của mình lắm. Thậm chí là lúc nãy cô bác quý anh chị có thấy là cái bàn á, cái bàn nó gần sập sệ là anh nói nó gãy rồi. À, rồi mình bắt cái đầu mốt của anh lên á, là anh nó đưa đầu mốt dục lên mùng để mai mốt anh quên mất rồi sao. Nè anh che mấy máy này nè, nhìn nó ngộ ngộ đó, giống như kiểu là cắt nhà chòi. Anh biết chạy xe không anh coi? Không. Đi bộ thôi. Ảnh rất là dễ thương, chứ không phải ấy đâu. Ảnh dễ thương lắm.
Cô bác quý anh chị mà sau khi mà xem được cái clip Bùi Hồ á, thì cô bác quý anh chị có thể là có cái hướng nào mà giúp đỡ cho anh hoặc là giúp cho anh cái cuộc sống tốt hơn á, thì cô bác quý anh chị có thể để lại phần bình luận cho Bùi Hồ để có thể giúp được anh về phần nào. Tại bây giờ thấy cái cuộc sống của anh như vậy á, không biết giúp như thế nào mà muốn chia sẻ những cái hoàn cảnh này lên cho cô bác quý anh chị á, một người đàn ông sống lập dị ở trại khu nhì tỳ ở đây, thấy nó tuổi tuổi sao á, đúng là một kiếp người á. Trong cái cuộc sống này á, nó có nhiều người khác nhau và những khó khăn khác nhau. Như trường hợp của anh Cui này, mình không biết giúp sao luôn. Mình muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị những cái góc khuất, những cái gọi là những cái khó khăn khác nhau trong cái cuộc sống để cô bác quý anh chị hiểu thêm về cuộc sống này. Đôi khi đặt ra thì mình cảm thấy mình sinh ra được có đầy đủ lành lặn tay chân nè, có nhà cửa ổn định, sức khỏe ổn định và đầy đủ cơm ăn áo mặc là thấy hạnh phúc lắm rồi. Tại còn rất nhiều người ở trong cái cuộc sống này á, họ sống coi như là họ không biết mình sống luôn, hoặc là có nhiều người ta lại muốn chết hơn mình sống nữa. Nên thông điệp của kênh Bùi Hồ á, muốn chia sẻ với cô bác của anh chị á, để san sẻ những yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Mà có những người thì người ta cần cái sự hỗ trợ về tinh thần, có người thì cần sự hỗ trợ về vật chất, giúp được phần nào thì giúp. Thôi em về nha. Ừ. Về nha, mai mốt em lại nữa, chịu không? Chịu. Chịu ha. Ừ. À quên nữa, anh Cui có ngày xưa có đi học không anh Cui? Ừ. Không có đi học luôn hả? Ừ. Mai mốt em lại thăm nữa anh mừng không? Mừng lắm cơ bác anh chị. Anh đi Cui thì chỉ cần người san sẻ chia sẻ thôi là được rồi ha anh Nguyễn. Anh Nguyễn có thể nói gì với lại cô bác quý anh chị xem ở kênh em không? Thì hôm nay có Bùi Hồ đến đây để mà thăm được một cái hoàn cảnh thì ở khu nhì tỳ nghĩa địa, thì Bùi Hồ nãy giờ cũng chia sẻ với bà con cô bác đó cũng đã thấy rồi, thì một người thiếu cái tình cảm, thiếu cái sự chia sẻ, thiếu cái người cũng như tâm sự để mà chia sẻ những cái chuỗi như là nói chuyện trong cái vui cái buồn đó. Thì anh nằm đây thui thủi trong nhà hoặc là ở cái võng nãy đó, giống như là một người gừng, người ma vậy đó. Thì càng ngày nó càng trầm trọng. Nếu như mà không có người tâm sự anh sẽ trầm cảm. Thôi có dịp mấy anh em mình sẽ quay trở lại ha. Chắc clip thì cũng khá dài, thì mong cái clip này sẽ cho cô bác quý anh chị thấy một điều gì đó trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.